ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយបង្ហាញអំពី Demonstrative adjectives or pronouns សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗច្រើនទៀតនិង Share ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងឥឡូវតាមដានមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាសិក្សា Where you go onlyDemonstrative adjectives or pronouns. Demonstrative adjectives or pronouns. គុណនាមចង្អុលបង្ហាញហ្នឹងគឺ demonstrative adjectives. គុណនាមចង្អុលបង្ហាញឬសព្វនាមចង្អុលបង្ហាញហ្នឹងហៅថា demonstrative pronouns.Demonstrative adjective គុណនាមចង្អុលបង្ហាញ Demonstrative pronouns គុណនាមសព្វនាមចង្អុលបង្ហាញឥឡូវយើងចូលមេរៀនទាំងអស់គ្នាតា This That This Those This ThatThese, those. Chẳng. This, mê này thả. Nị. That, nụ. This, tiên nị. Those, tiên nụ. Chẳng. This, nị. That, nụ. This, tiên nị. Those, tiên nụ. Nị, cứ chìaDemonstrative adjective ឬក៏ demonstrative pronoun ឈ្មោះវាមាន2ហ្នឹង demonstrative adjective ឬក៏ demonstrative pronoun វាជាប្រភេទគុណនាមចង្អុលបង្ហាញឬក៏សព្វនាមចង្អុលបង្ហាញណាអញ្ចឹងតើពេលណាយើងហៅវាថាជាគុណនាមចង្អុលបង្ហាញហើយពេលណាយើងហៅវាថាជាសព្វនាមចង្អុលបង្ហាញអញ្ចឹងយើងហៅ this that this ឬក៏ those ថាជាគុណនាមចង្អុលបង្ហាញនៅពេលដែលវាដាក់ពីក្រោយនៅនាមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ this book អញ្ចឹង thisពាក្យ this នេះវាជា demonstrative adjective ដោយសារវាប្រើជាមួយនឹង noun តាហើយមួយទៀតបើសិនជាវាអត់ប្រើជាមួយនឹង noun បន្ទាប់វាទេអញ្ចឹង this វាមានឈ្មោះថា demonstrative pronoun to make sureដើម្បីឲ្យច្បាស់ជាងនេះតោះឥឡូវយើងចូលមកខាងក្រោយបងប្អូននេះ1 Look at these examples Look at these examples ចូលក៏លេខមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងដូចពាក្យ this នេះ This example អញ្ចឹង this នេះគឺមកពីពាក្យ this នេះយើងប្រែតែទាំងនេះណាហើយបន្ទាប់ពីវាវាមាន noun example ឧទាហរណ៍ example នេះជា noun អញ្ចឹង this ពេលនេះវាមានឈ្មោះថា demonstrative adjective ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរគឺគុណនាមចង្អុលបង្ហាញតោះលើកសាកចុះមកក្រោមសិនទាំងអស់គ្នា This exercise is difficult This exercise is difficultលំហាត់នេះគឺពិបាកលំហាត់នេះគឺពិបាកចូលឧទាហរណ៍មួយទៀត These are very expensive These are very expensive បើយើងនិយាយអំពីសម្លៀកបំពាក់សម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃណាស់សម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃណាស់អញ្ចឹង expensive នេះយើងប្រែទៅថ្លៃណា very ណា This
are very expensive. Sầm liệu bẹ tiền lý cứ miên đồng loại thay nè. Chẳng như khơi tha nơi là ba khẳng lơ ní. This exercise is difficult. Nhưng khơi miên bẹ this. Bởi tỏa máu nhưng khơi miên bẹ exercise. Bởi tỏa bì vía. Chẳng this exercise. Chẳng là bẹ this. Nên bẹ this được có à buồn ní nâng. Mình này thay dừng ai bà vía chỉ mùi nâng nghiệp khẳng kào cho bà nà nè. Rứ có dương ọt bà vía đặt bì kào cho đời niêm cổ trở đại. Bạn thấy nập bê đại dương bà niêm nâng kháng kào nập bê đại dương ọt chữ bạc. Cả nay dương ọt chữ bạc dương bà niêm bà tòa bí this rứ có that this dogs nâng mạo. Bạn thấy bà dương chữ bạc thả kê xong đáy tư lừa vầy mũi cứ dư mình bạch đặt nơi niêm nụ tê đôi nhờ bà vô kháng kào nê chẳng. These are very expensive. Chẳng, these này cứ xâm lại từ lớp xâm liệu ổng bẹt. Chẳng xâm liệu ổng bẹt thằng này cứ miên làm lại thay ngạc. Chẳng là bê để dựng đăng cho bà hỏi mình bà chẳng đã náo nơi bị cao vía của bà đã. Đó, mới tiếp. What is that? What is that? Ta nô chìa vậy. Ta nô chìa vậy. Chẳng đẹp ní, ní chỉ đẹp. Tí tí chẳng đăng cho mua bảo vía, ta khi hai vía thảm mạnh. Đó. Cho mua chẳng lại tiếp. Cứ, did you eat those apples? Did you eat those apples? Ta, nế, bàn nhắm, phải bóng tên nô rửa tế. Ta nế, bàn nhắm, phải bóng tên nô rửa tế. Chẳng như khơi miền bìa those. Those, then no. Those, how many apples because we? Yeah, apple, này chỉ noun, na. Chính như prao vía là because noun. Sorry, chính như prao noun là because we biết those noun. Ta, lấy những trong nâng khá ta, this, that, nâng those. Ta vía miên chmu ấy, là bê đại dương prao vía nâng nông video bài này. Đó chìa, this exercise is difficult. Chứ chỉ khơi miền bị this. Và tỏ máu bị cao vía. Cứ exercise là miền nạ bị chuyển niệm. Chẳng nếu bê đà this. Và tỏ máu dựa bà vía. Nếu bị cao đời niệm. Chứ mua vía cái hai thái demonstrative adjective. Demonstrative adjective. Nà, demonstrative adjective. Côn là niệm trong ôl bằng hai. Côn là niệm trong ôl bằng hai. Còn hai ngàn bì vật hộ này chết được này ngại. Nhưng để nên cứ này chết. Ta lấy một câu hỏi ra một tiết. These are very expensive. Chứ như khi mình biết this. Một tóc mà tiết thì mơ bị khảo viết ta mê niềm ở miền thế ná. Cứ à ní chỉ kể giá thế. Chẳng this. Nếu bê đại dương bà this. Ất đắc chì mùi nâng niềm nâng kháng khảo ý. Chúng mua viết hai thái demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Sắp và niếm trong ôn bằng hai. Ok. Đó mới tiết. What is that? What is that? Nói chứ khi mình biết that. Tại vì em bị mê riêng như thế này. Chẳng đẹp nè, dương pra viết ta anh tế ọt miền niêm nè kháng kháu tế. Được chứ nè, chú mô viết cái hai thái kế. Cứ demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Did you eat those apples? Did you eat those apples? Ta nét bàn nhằm phải bóng để nó rửa tế. Chứ như khi mình bị dose, ta mắc bị cao bị dose này mình bị apple là thả bị chuyển niệm. Rồi cho nên chúng mô viết những hai việc hả? Demonstrative adjective. Demonstrative adjective. Đoàn tiết, chẳng nợ bê đa this, that, this, nâng dose. Nhưng pra viết chỉ mùi nâng niệm nâng kháng chống. Cứ dưỡng hai chúng mô viết hả? Demonstrative adjective. Có phần tài, nếu bế đại dương bà viết tại anh ở miền niềm kháng chóng nốt
cứ dừng hai vị thá demonstrative pronoun. Đó, lấy dừng cho chúng ta tỷ phí. Here are the singular and plural forms. Here are the singular and plural forms. Singular chúng ta phải dừng hai video muốn plural nó chỉ mùi khi này. Here are the singular and plural forms. Nhi chìa tùm rốn singular ai vậy chứ nát nâng tùm rốn plural bẻ hụ vậy chứ nát. Mình này thà ta this, that, this, those mùi ná để dừng pra lẹ cả nát singular hay mùi ná dừng pra lẹ cả nát plural form. Ta, lấy chân tay tỏa khỉa singular. Singular chân singular mình nói thà ai vậy chứ nát chân ai vậy chứ nát cứ dương trời pra this rồi có that rồi this rồi có those ta lấy chúng ta được ở khỉa chân là bê đại viên chỉ singular cứ dương pra bị this this car this car chân this dương pra là nị chân bầu chỉ mùi năng niêm singular singular nào this car. This car lan ni nhưng lan nó miên tại mùi tệ vì singular. Okay. Điết dead car dead car nè chẳng dead cứ dương bầu cái mùi năng singular nào nè dead bầu cái mùi singular nào anh ai bầu cái mùi năng plural nào mà tệ. Okay. Chẳng dead car lan đâu. Ta mùi tiết đến chỗ ta can plural form. Né? Plural form tùm rốn bẻ hụ ta bẻ hụ dùng pra ấy đối chí dùng cho như thế this car lan mùi đó bê lan tràn sorry lan mùi ni đó bê lan tràn đằng ni lan đằng ni cứ this cars this cars né? Chứ như bắt đầu bị this thì chia this this car lan tiếng ni vì miền tràn nè cho nó bây giờ miền là muối hay vì chất thì phải this car bản tai về miền tràn thì phải this car lan tiếng ni mới tiếp that car lan nút đọc bây lan tiếng nút those cars chẳng this được gọi those nhưng bốc chỉ mùi năng plural form plural noun. Đó về this nâng that nâng bầu cho mùi nâng singular noun. Chính chỉ chăm đập nâng nghi sưu tệ. A demonstrative is to the demonstrative pronoun. Sưu mơ tệ nè. Chính dù mơ được chuyện nè. This car. A this nè hai thầm mạch. Demonstrative is to the demonstrative pronoun. Ba. Tầm trời nâng cứ dân hai việc thái chia demonstrative adjective. Hết. Tại vì bị chọn hành trọng vì đặt hành trọng đời nào chẳng đi sáu dân bài cho một đường nào chẳng kiểu hai vị thá demonstrative adjective. Tập, hãy lấy những châu từ đó ca pra tiếng ọc này. We use this, that, this, those with nouns. We use this, that, this, those with nouns. Pụ dưỡng pra bị buồn lắm. This, that, this, those chỉ mùi nâng niềm. Thì pra viết chỉ mùi nâng niềm nè. Đôi khi ông anh dạy chắc bê dùng pra à bê đang buồn đang chỉ muốn đồng niếm những hai việc há chỉ muốn biết chi demonstrative adjective. Tắt lấy số mười một hàng cầm được không nhỉ? I like this painting. I like this painting. Nhóm châu chất tiếng cầm nụ nỉ. Nhóm châu chất tiếng cầm nụ nỉ. Ok chấn this. Dương pra bị cao đời niềm đó. Painting
នេះជារបៀបប្រើរបស់វាណាសូមចាំផង This painting I like this painting អញ្ចឹង this ជា demonstrative adjective ហើយ painting គឺជា noun ឧទាហរណ៍មួយទៀត Those apples are delicious Those apples are deliciousផ្លែប៉ោមទាំងនោះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្លែប៉ោមទាំងនោះមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹង those ជា demonstrative adjective គឺយើងប្រើជាមួយនឹង apple noun ប្រើជាមួយនឹង noun ចំណាំនាមនាមឲ្យទៅវាប្រើជាមួយនាមគឺយើងហៅវាថា demonstrative adjectiveឥឡូវមួយទៀត Okay We can also use This That These Those Without a noun When the meaning is clear We can also use This That These Those Without a noun When the meaning is clearមានន័យថាម៉េចពួកយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ពាក្យទាំង4នេះ this that this those ដោយមិនដាក់នាមនោះក៏បានដោយមិនដាក់នាមក៏បានដោយមិនដាក់នាមក៏បាន without ទៅណោwithout នឹងដោយមិនដាក់ឬក៏ដោយគ្មានដោយគ្មាននាមណាដោយគ្មាននាមក៏បាននៅពេលដែល when នៅពេលដែលthe meaning អត្ថន័យច្បាស់នៅពេលដែលអត្ថន័យច្បាស់លាស់ពួកយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ពាក្យទាំង4នេះដោយគ្មាននាមនៅពេលដែលអត្ថន័យច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់របៀបម៉េចតោះឥឡូវយើងចូលយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា A student has just finished his homeworkA student has just finished his homework. សិស្សម្នាក់ទើបតែបានបញ្ចប់ការធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់សិស្សម្នាក់ទើបតែបានបញ្ចប់ការធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់ And he says to his friendហើយគាត់និយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ថា That was easy That was easy នោះគឺងាយស្រួលនោះគឺងាយស្រួលហើយពាក្យ that នេះគឺ mean the homework ពាក្យ that នេះគឺមានន័យថាកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងហេតុអីដោយសារតែយើងដឹងច្បាស់ថាតើ that នេះសំដៅទៅលើអីទើបយើងប្រើ that ដោយមិនដាក់ noun ពីក្រោយវាដោយគ្មាន noun បើយើងដឹងច្បាស់ហើយថាវាជាស្អីមួយអ្នកដែលស្ដាប់យើងនិយាយក៏ដឹងយើងអ្នកនិយាយក៏ដឹងច្បាស់ដូច្នេះយើងប្រើវាតែឯងក៏បានដែរមិនបាច់ដាក់ noun ពីក្រោយក៏បានដែរនេះដូចជា a student has just finished his homework អញ្ចឹងគាត់បានមានថាទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដឹងរឿងហ្នឹងហើយដឹងរឿងកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ថា that was easy មានន័យថាម៉េចកិច្ចការផ្ទះនោះគឺងាយស្រួលមានអីបាក់អាការកិច្ចការផ្ទះនោះស្រួលៗតែហ្នឹងអញ្ចឹង that នេះគឺស្មើនឹង the homeworkហើយ that កន្លែងហ្នឹងគឺយើងហៅវាថាជា demonstrative pronoun ដោយសារវាមិនឈរនៅពីក្រោយដោយនាមទេព្រោះវាច្បាស់លាស់តោះយើងចូលចំណុចមួយទៀត example មួយទៀត Mike meets his mother at the station Mike meets his motherAt the station, Mike chuốc
mắt ở bọc của hoạt nơi ai thân đi rất lưu máy chút mắt ở bọc của hoạt nơi ai thân đi rất lưu station cứ thân đi rất lưu. He picks up her suitcases. He picks up her suitcases and he says quát dớp và ly rập bọc mà đài rập bọc quát nâng háo quát người thà these are heavy, these are heavy. Chất mình này thả mệt và ly tiền lý cứ ngột và ly thì ní cứ ngột trước việc gì ní có đăng nè đăng pí đăng tha vi chia vậy hời sống đau từ lừa vào thốt đa sống đau từ lừa nó refer to nó cứ đăng chú bạn đòi xa ta về nó còn cầm bông từ can suitcase này pick up suitcase này chẳng còn gì ha that are heavy sorry these are heavy chẳng these ní mình nói thả, the suitcases, the suitcases và ly chẳng this, bên ý chú mô viết chẳng hai viết thả chia demonstrative pronoun nè. Demonstrative pronoun đó. Now go to another point ta lấy cho chúng nói xem tiếp ní đọc biệt pra bảo viết nè khám một nốt cứ dừng dậy ông pí ở vấy để trở ra chìm muối demonstrative nặng bằng tay bên ní bắt tệ cứ xong lại từ lưu nửa pí để dừng ra vì dừng ra vì nửa pí nạ tiếp trầm trời ok three we use this and this kênh dây tạp pí nắng nghe this nâng this for things that are near to us. We use this and this for things that are near to us. And those, and that and those saying, that and those for things that are not near. That are not near. Ta, à lấy những phrase bằng tiếng mới. Pu chứng phrase this nâng this, this nâng this. Xâm rắp vào thốt tàng lại ná đai nơi chất dương, nơi kiện dương, nơi kiện nâng nghẹn dây. Mình nói thà, near the speaker, nơi chất nghẹn dây, near to us. Các bạn này. Còn tiếp, phụ dương pra, this nâng this. Xâm rắp vào thốt tàng lại ná đai nơi các bài phụ dương. Nói các bài phụ dương bị prua bà dương bà này bà viết this nhưng bà thần này ní mới nè các bài đây nó kiện đây this tiền ní nó kiện đây đấy ta bị trả tỏ tiết and that and those nâng that nâng those that nâng those trời bản pra xâm rắp bật thốt tiền lại ná đai nơi chứ ngại that are not near đã nơi chung ngại vì mình chất đó, nơi chung ngại vì dưỡng rồi that nhưng phải thành nụ nó bị thành nụ mà ai dưỡng chung ổn từ lưu và thông là muối đã bị nớ chung ngại chung that nít là muối vì sinh sử là those tiền nụ chung viết nơi chung ngại đúng không đôi khi nè nó dưỡng chung ổn bằng hai prapri và thông được có tí tạng chẳng tới đã nơi chung ngại vì dưỡng. Now look at this example. Look at this example. Cho cái lấy mức ưu tổ hóa. Đang đến đọc này. Chẳng những dây biết thật this này nè. Được cái lấy ưu tổ hóa. Look at this example. This picture. Chẳng this này. Picture. Hãy đấy bằng chân phở this này. Đời xa tái vì nơi các bài năng. Kịp năng. Okay. Chẳng những khởi nhé. Nó khẳng khảo này. Chọp thật năng mong mà. Nơi chọp năng nẹ như vậy. Okay, here, này cái phép kinh dạy biệt là here, nơi tiếng này cái phần mạch. Nơi cứ there,
nơi ngay nơi ngay nhưng phải bị ấy nè chẳng cần nào về nơi chết nhưng phải bị this rồi gọi this bạn ta this này xong đang từ lớp vật thổ theo mũi ok đối với mình này Israel này riêng trả đá sợ về sát phải chia kêu bà riêng nè mà tới hãy có cua sma sa hàng cào này ai quạt mờ là rụp hiệp đàm chờ mọi niệm còn chẳng còn người thá look at this look at this cái lấy mờ này nè nè chẳng những khơi đàm chờ có cho all nơi đồng đại bỏ quạt vì thế và thọ nâng nơi cơ bái đại quạt cả na vì nơi cơ bái nia cả na nia được cái dương pra phía this được có this nè ở đây cơ bái bản tay những mơ khả này mình there anh khi rụp hiệp menu pi nè sorry menu pi nè hay menu muốt bài từ từ xế menu nè tiết bài mà từ sang đấy hãy coi chừng on từ căn nè rụp hiệp nè có bông đập họ được ấy kia nè bị báo nghe hãy viên là ngay đại chẳng cần là ngay cái phở biết that the girls bản tai bên này vẫn khơi miệng vì miền tràn những người phở biết those look at those cho mơ và thâu tiền nộp chẳng như ban một chó nợ ca bà viên bản này cái lại này chẳng như bà to nơi mùi giống nói tiết bà mùi tiết things that are happening now things that are happening now are near to us in time. In time. Are near to us in time. So we use this and this. So we use this, this and this. Mẹ này thá. Rõ và thổ tiền lại ná. Đã cầm bông tất cả là ngờ lợi. Rõ và thổ tiền lại ná. Đã cầm bông cả là ngờ lợi. Happening cả là ngờ lợi. Đã bị happening. À happening cầm bông cả là ngờ lợi. Ê lợi rõ và thổ tiền lại ná đang cầm phong cả lại lại ní hỏi nơi các bài nhẹ để dậy near to us nơi các bài của dương đối chế của dương pra this nâng this chạm ná chứ rõ và thổ tiền lại ná đang cầm phong cả lại lại lấy hỏi nơi các bài dương dương pra this nâng this for example John, như vậy bị John, à lời nâng John at a concert, à lời John vậy bị à lời nâng. John cứ nơi ái, cái lời mà cũng nâng trầy nâng. Hỏi còn vậy thà, some of these songs are beautiful. Some of these songs are beautiful. Mày ta mấy, bắt chùm riêng, tiền ni. Mùi dùm nuôn á bọt chùm riêng mùi dùm nuôn trong chùm nón bọt chùm riêng cái ọt nịp chẳng ọt nịp cứ bì rùa của chọn sạch đạp chớ như khơi kì bà this nè hẹt ấy bằng chìa bà this bề nì đại sao ta bề nì hãy lời nâng chón nè cầm bông ta cho mơ ca bà cung đoàn trây hơi cầm bông sạch đạp bọt chùm riêng hơi nơi bọt chùm riêng mùi dùm nuôn có cất tham bằng sơ bị rua bằng sơ chạp ở rõm hãy bắt chùm riêng xây tiết mùi chùm nôn tiết cô ở chạp ở rõm tờ vĩnh chẳng hạn đó chẳng tới còn vậy thá some of the song đời xa tái giảng mạch sẽ cam học hiệp nó cứ cầm phương tất cả là happening happening nào hãy nơi chết quả tiết này là các bài quả tiết để chết có tra this nghĩa này xâm đại tờ lư vì nơi chết nè bàn tay vì mình tra this song xâm nào này cái miền tràn song bắt chấm liền tràn bọn nè ta mình tiếp nè anh lấy sống đây từ lượng đèn đồng đọc mà đỏ nè things that are finished are not near to us things that are finished are not near to us so we say that
or those. So we say that or those. នេះរាល់វត្ថុទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដែលត្រូវបានបញ្ចប់រាល់វត្ថុទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅឆ្ងាយពីយើងនៅឆ្ងាយពីអ្នកនិយាយអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវប្រើពាក្យ that ឬក៏ those that ឬ those អញ្ចឹងរាល់រឿងអីក៏ដោយដែលវាបានបញ្ចប់ហើយវាតែបញ្ចប់វិញវានៅឆ្ងាយពីយើងមែនអត់ឆ្ងាយឥឡូវវាឆ្ងាយតែយើងកំពុងតែនិយាយអារឿងនឹងឡើងវិញអញ្ចឹងរឿងនឹងវាឆ្ងាយវាកាន់កើតឡើងហើយហើយវាបានបញ្ចប់ហើយហើយដូច្នេះយើងប្រើពាក្យ that ឬក៏ those as example ចនដាណាយើងចនអាចចនទី1នេះគឺ at a concert សម្រាប់ទៅលើពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែឈរស្ដាប់នៅកន្លែងគំនិតត្រីទៅពេលចនខាងក្រោមនេះគាត់After leaving the concert, បន្ទាប់ពីគាត់បានចាក់ចេញហើយហើយមានន័យថាគាត់បានចាក់ចេញពីកន្លែងតន្ត្រីហើយហើយណាហើយពេលឥឡូវឧទាហរណ៍ពេលនេះគាត់និយាយប្រាប់បទភ័ក្ររបស់គាត់អញ្ចឹងទៅថាចង់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងថ្ងៃមុននោះវាមិនសូវល្អឬក៏ល្អយ៉ាងម៉េចតើឥឡូវយើងមើលបងប្អូនណា Some of those songs are very beautiful. មែនថាម៉េច?បទចម្រៀងមួយចំនួនក្នុងចំណោមបទចម្រៀងទាំងនោះពីរោះបទចម្រៀងមួយចំនួនក្នុងចំណោមបទចម្រៀងទាំងនោះពីរោះអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ those ពេលនេះហេតុតែវាបានកើតឡើងរួចរាល់ទៅហើយនេះពេលមុននោះកាលថ្ងៃមុននោះវាកើតឡើងហើយហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់យកវាមកនិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ថាតើវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺយើងប្រើ that ឬក៏ does តោះឥឡូវយើង practice ទាំងអស់គ្នាណា practice ចូលអនុវត្ត A put this or this in the gaps put this or this in the gaps ចូលបំពេញចន្លោះខាងក្រោមដោយប្រើពាក្យ this ឬក៏ this ចូលបំពេញចន្លោះខាងក្រោមដោយប្រើពាក្យ this ឬក៏ this អញ្ចឹងពាក្យ this នេះយើងចាំអត់ទេគឺ this នេះគឺយើងប្រើជាមួយ singular ឬក៏ plural បាទត្រឹមត្រូវគឺ this យើងប្រើជាមួយនឹង singular រាល់វត្ថុដែលមានតែមួយដល់ពេល this គឺ plural មានច្រើនទី1ចាប់ពី2ឡើងទៅដាក់ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំនឹងធ្វើបញ្ជាក់ជូនណា I'd like to buy book please I'd like to buy book please ខ្ញុំចង់ទិញសៀវភៅសៀវភៅអីដាក់ទៅនេះគួរដាក់ថាម៉េច How much is it តើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងដបងយើងគិតទៅមើលតើតើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចកំពុងកើតឡើងឥឡូវឬក៏បានកើតឡើងហើយបញ្ចប់ហើយនៅសកម្មភាពហ្នឹងអញ្ចឹងវាកំពុងតែកើតឡើងឥឡូវអញ្ចឹងបើកត់ហើយអញ្ចឹងគេយើងប្រើពាក្យ this ឬក៏ this មែនទេអញ្ចឹងហើយមើលមួយទៀតយើងមើល noun នៅពីក្រោយនៅបន្ទាប់ពីអសញ្ញាចុចចុចនេះដែលយើងគេឲ្យយើងមកពេញអញ្ចឹងគេមានឃើញពាក្យ bookបុកនឹងជា singular ឬ plural បុកនេះជា singular ដូច្នេះយើងប្រើពាក្យ okay this book okay. I'd like to buy this book please ខ្ញុំត្រូវការទិញសៀវភៅនេះ how much is it តើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានតោះឥឡូវខ្ញុំទុកពេលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយនាទីដើម្បីធ្វើលំហាត់ពី1ដល់លេខ5អ្នកទាំងអស់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបន្តធ្វើទាំងអស់គ្នាណាអូខេ1 Could you tell me where
Basi, sorry, bus goes please. Could you tell me where bus goes please? Cho nên trong ví dụ này dương khơi miền bị bus đại dương đã bắt đầu bị nhà cho chẳng cao mà bắt đầu mà chưa nữa. Hai dương khơi miền bị bus B U S bị ba này vì chia singular noun chẳng cứ dương prai cho muối this. Chẳng cứ could you tell me where this bus goes please? Ta nè ai prap nhóm tha ta lan krong nâng thư đồng na từ đồng bòn na bàn on. Could you tell me where this bus goes please? Okay, two blah 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 blah. Questions are difficult. Questions are difficult. Could you help me? Could you help me? Cái này giúp đỡ biết với cứ this. This. Mùa hát đòi xa tới questions. Vì chia plural. Plural. Cái nào plural nhưng phải dùng this. This questions are difficult. Could you help me? Xâm nô tên này bị ba. Tại này ai chú ý nhau mà này chú ý cháu xâm nô tìm mới. Number three, blah 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 blah. Apples are mine. Yours are on the table. Okay. So, giờ mở miệng hàng cái đó là apples, apples. Chẳng apple này, cái chữ plural noun. Chẳng giờ phải chữ muối, this. So, these apples are mine. Yours are on the table. Play form tên này chia ra bọc nhóm. Chúng ta play form ra bọc nẹ nó cứ nè lựa tọc. Chân dò này chúng đang chế bản á. Như thọ bà điện xa yours. Nếu cứ dân đang chế bản ta ta dò xong lại tới lấy cứ dò xong lại tới lấy dò apple. Play form ra bọc nẹ. Ok, number four is wonderful. Is wonderful. Cứ ọc chả. Bởi dân giấy tới mình đặt bãi dân khuyên is. Vì cái chia singular verb đối chứ này chẳng phải cho mùi this. Này is chẳng phải cho mùi this. This is. This is wonderful. Ní cứ ọc chà. Ấy cái ọc chà nó. Dù lấy. Mạch mà nâng ọc chà rừng ấy. Chứ như mà hàng cơ lắm thiệt. I love a hot bath after work. Nhóm châu chất ngùi tật cả đáy. Bởi tôi bị chanh bị thừa cả. Ọc chà bảo có ngùi tật cả đáy này. This, okay, ngồi thật đại. Bắt đầu bí, chân bí thuê cả. Number 5. Have you got some cheaper pens? Have you got some cheaper pens? Ta nẹ miền, have got, đi bây thầm miền á. Ta nẹ miền, bịch. Đà miền đồng lại thay. Đà miền đồng lại thao. Chiên nâng tế. Ta nè miền bệnh, miền đồng lại thao chân năng ấy. Chân này pens, chỉ plural nó, dừng dây lực tỷ mũi. Đó bê cái này dư dông mà dây lực tỷ bí, nè cứ dừng ọt phở pen kia đấy đó. Chân cứ are very expensive, are very expensive. Dừng tỷ ní dừng phở bí, ấy kế, cứ bị this. Nè đại xa ta are ní chỉ plural verb. Chẳng cứ these are very expensive. Vì cứ miền đồng lại thay nặng. Đó là mê đề này trở bàn mình cho bà. Chẳng thanks for watching. Xong bảo khuôn xong đạp cả tu xong ná. Please subscribe. Xong chú ý subscribe. Mê đề này trở bàn mình cho. Bà xin chí bóng bà ôn mình cho bà. Trong chúng nói nhà mũi xong comment. Một channel này. សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រជួបគ្នានេះឱកាសក្រោយៗទៀត